Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, không ít người cho rằng tiền không mua được hạnh phúc cho bản thân, nó chỉ là công cụ để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, suy nghĩ này lại không đúng hoàn toàn. Câu hỏi, tiền nhiều để làm gì? Tiền có mua được hạnh phúc không? Thật ra, luôn gây ra nhiều ý kiến tranh cãi. Có người bảo tiền chẳng bao giờ mua được hạnh phúc. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng tiền rất có ích không chỉ cho bản thân, mà nó còn khiến cho những người xung quanh bạn hạnh phúc, vui vẻ. Tiêu tiền đúng cách thì dù có bao nhiêu tiền thì cuộc sống của bạn vẫn tốt đẹp. Trong cuộc sống hiện đại, người ta luôn cho rằng việc không có tiền sẽ cản trở việc theo đuổi hạnh phúc. Hầu như mọi người đều nghĩ rằng giá như mình có đủ tiền để thanh toán các hóa đơn và mình sẽ có thể hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Điều đó trở thành động lực sống, khiến con người ta đầu tư gần như tất cả thời gian, sức lực tinh thần để theo đuổi đồng tiền. Để kiếm được những đồng tiền chân chính rất khó, nhưng chi tiêu như thế nào cho hợp lý còn khó hơn. Biết cách thì tiền phục vụ chúng ta, còn sai cách thì chúng ta sẽ kiệt sức vì chạy theo chúng. Vậy rốt cuộc, để hạnh phúc hơn mỗi ngày thì mỗi người cần phải xài tiền như thế nào? Tiêu tiền liệu có được coi là một nghệ thuật hay không? Chúng ta cùng đi tìm câu trả lời ngay sau đây các bạn nhé! Tất cả chúng ta đều biết rằng tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng ý thức về cách thức và nơi bạn tiêu tiền có thể giúp ích rất nhiều cho việc tăng cường hạnh phúc của bạn, cũng như lan tỏa tới những người xung quanh. Và 5 cách tiêu tiền mà Bí Quyết Thành Công bật mí ngay sau đây sẽ khiến cuộc sống của bạn trở nên đáng sống hơn bao giờ hết. Cách đầu tiên, đầu tư tiền cho tương lai của bạn. Sống ở hiện tại là một cách tuyệt vời để tiếp cận cuộc sống và đầu tư tiền vào tương lai sẽ mang lại cho bạn cảm giác an toàn, cho phép bạn khám phá nhiều cơ hội hơn nữa. Và khoản chi này hoàn toàn có thể mở ra những cơ hội gia tăng thu nhập cho bạn. Bạn có thể dùng tiền để tiếp tục đầu tư cho việc học. Bạn không hài lòng với con đường sự nghiệp hiện tại của mình? Có lẽ đã đến lúc bạn đầu tư vào một khởi đầu mới. Trong thời buổi công nghệ phát triển như ngày nay, có rất nhiều tài nguyên trực tuyến giúp bạn nâng cao kỹ năng của mình trong mọi lĩnh vực. Khi bạn đã nắm được những kiến thức cơ bản, bạn có thể bắt đầu đào sâu thêm với lĩnh vực mình hứng thú bằng cách mua các khóa học hoặc sách để giúp bạn đạt được mục tiêu tiếp theo của mình. Tham gia các khóa học phát triển kỹ năng hay một môn học mới sẽ là lựa chọn thông minh dành cho bạn. Khoản đầu tư này sẽ mang lại cho bạn những lợi ích bất ngờ. Nếu bạn là một người chưa biết cách chi tiêu hợp lý, thì một khóa học quản lý tài chính cá nhân là một lựa chọn đúng đắn. Nếu bạn muốn cải thiện tay nghề nấu ăn của mình, tại sao bạn không tham gia một lớp học nấu ăn căn bản? Bạn sẽ bất ngờ với tài năng của mình đấy. Bên cạnh đó, đầu tư vào quỹ hưu trí cũng là một bước cần chuẩn bị càng sớm càng tốt. Có vẻ hưu trí là điều gì đó rất xa vời khi bạn còn trẻ, nhưng sự thật là bạn càng bắt đầu tiết kiệm sớm để nghỉ hưu thì càng tốt. Nhờ sự kỳ diệu của lãi suất kép, việc bắt đầu một số thói quen tiết kiệm vững chắc ngay bây giờ có nghĩa là bạn sẽ không phải tiết kiệm nhiều trong những năm sau này. Bạn của tương lai sẽ phải cảm ơn chính bạn của ngày hôm nay vì điều đó. Cách thứ hai, tiêu tiền để chăm sóc chính bản thân mình. Trạng thái tâm trí của bạn định hình các bạn trải nghiệm thế giới này. Điều đó có nghĩa rằng tiêu tiền để nâng cao sức khỏe tổng thể của bạn chính là một khoản đầu tư tuyệt vời. Có một số cách tiêu tiền giúp bạn nuôi dưỡng cả về thể chất và tinh thần, ngày càng hoàn thiện mình mà nhất định bạn nên thực hiện để hạnh phúc hơn mỗi ngày đấy. Đầu tiên, bạn cần tập luyện có chủ đích. Không cần bàn cãi gì về tác dụng của việc tập luyện với sức khỏe của chúng ta. Việc tập thể dục thường xuyên không chỉ giữ cho thân hình cân đối mà còn giúp ích cho sức khỏe tinh thần của bạn. Vì vậy, nếu ý tưởng tập gym 2 lần trên một tuần khiến bạn không sẵn sàng, hãy dành thời gian khám phá những môn thể thao mà bạn thực sự yêu thích. Có rất nhiều cách khác nhau để bạn tập luyện hàng tuần, từ yoga, pilates tới các lớp học leo núi và khiêu vũ. Hãy dành thời gian để tìm phương pháp vận động phù hợp nhất với mình. Tiếp theo đó có câu nói, họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào. Nên việc ăn uống đầy đủ rất quan trọng. Nạp các thức ăn tốt vào cơ thể là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể của bạn. Mặc dù ăn thức ăn bổ dưỡng không nhất thiết phải đắt tiền, nhưng điều đó thường có nghĩa là bạn phải đưa ra những lựa chọn mua sắm khôn ngoan hơn. Hãy lập kế hoạch thực đơn với các bữa sáng cân bằng hơn. Bạn có thể phải chi nhiều hơn trước đây một chút, nhưng điều đó là xứng đáng. Thêm vào đó, nếu bạn lên kế hoạch trước cho bữa ăn, bạn thậm chí có thể tiết kiệm được khá tiền đấy. Đừng tiếc tiền cho việc ăn uống các bạn nhé, bởi vì trên thế giới này, chiếc giường đắt nhất là giường bệnh.
Nếu không ăn uống đầy đủ và đảm bảo sức khỏe chỉ vì sợ tốn kém, thì số tiền bạn phải trả để chữa bệnh còn hơn gấp nhiều lần đấy. Hơn nữa, có sức khỏe tốt thì chúng ta mới làm được nhiều việc, kiếm được nhiều tiền đúng không nào? Quan trọng không kém chính là hãy dành tiền để nuôi dưỡng tâm trí của bạn. Đầu tư vào cơ thể rất quan trọng và đầu tư vào trí óc cũng quan trọng không kém. Khi khám phá nghệ thuật, văn hóa và những tác phẩm trí tuệ hoặc sáng tạo khác, bạn đang mở rộng tầm nhìn và nuôi dưỡng trí tưởng tượng của mình. Hơn hết, điều này không nhất thiết khiến bạn phải phá vỡ ngân sách. Sách là một nguồn tài nguyên tuyệt vời và bạn có thể làm thẻ thư viện để mượn sách từ đó hoặc đọc sách trên mạng. Những chuyến đi đến bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật cũng sẽ mang đến cho bạn những góc nhìn mới, có thể tạo ra một ngày tuyệt vời cho bạn và bạn bè. Người tiêu tiền thông minh luôn biết kết hợp giữa việc kiếm tiền và tiêu tiền. Nếu bạn nghiện một món ăn vặt hay thích say đắm một bộ đồ thời trang sành điệu, đừng ngại ngần chi tiền nếu như trong ví rủng rỉnh. Đầu tư tài chính vào những sở thích cá nhân cũng là một cách giải tỏa stress hiệu quả. Bạn sẽ cảm thấy mình tự tin, nổi bật hơn rất nhiều khi sống với đam mê và sở thích của chính mình. Hãy biết tự thưởng và khích lệ bản thân bạn nhé. Cách thứ 3, dành tiền cho những người thân yêu của bạn. Khi nhìn thấy bố mẹ cực khổ, mưu sinh kiếm từng miếng ăn hàng ngày, thì chắc hẳn ai cũng ước rằng mình có thật nhiều tiền để giúp đỡ họ. Thật vậy, khi bạn có nhiều tiền, bạn sẽ mang đến cho người thân mình những điều tốt đẹp nhất. Một cuộc sống sung túc mà chắc hẳn ai cũng ao ước. Tuy không phải tất cả những ông bố bà mẹ đều muốn con mình cung phụng tiền bạc, nhưng khi có thật nhiều tiền, bạn sẽ giúp họ bớt lo hơn cho cuộc sống đấy. Nói vui một chút thì như Đen Vâu trong bài hát mới, hãy mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ vậy. Tiêu tiền cho những người quan trọng trong cuộc đời bạn là sự cho đi tuyệt vời. Bạn có thể dành số tiền thưởng của mình vào những chiếc váy hoặc túi mới, nhưng tưởng tượng xem về hạnh phúc của người thân khi nhận món quà chân thành từ bạn. Đó chính là hạnh phúc vô giá. Sự hào phóng không chỉ mang lại lợi ích cho người khác, mà còn mang lại cho bạn một động lực thúc đẩy endorphin, giúp bạn cảm thấy thực sự hạnh phúc hơn. Và việc tặng quà cho những người thân yêu không nhất thiết luôn phải khiến bạn phá vỡ ngân sách. Một món quà chân thành xuất phát từ trái tim sẽ ý nghĩa hơn nhiều so với một món đồ đắt tiền. Với bạn bè và gia đình, tình cảm mới là điều quan trọng. Cách thứ tư, dùng tiền để giúp đỡ người khác. Họ hạnh phúc, bạn sẽ hạnh phúc. Trong một nghiên cứu liên quan đến hành vi chi tiêu cá nhân, các nhà khoa học đã chia những sinh viên tham gia khảo sát thành hai nhóm. Họ phát cho mỗi nhóm một số tiền nhất định và hướng dẫn cách chi tiêu. Nhóm thứ nhất dùng số tiền đó để chi tiêu cho bản thân, còn nhóm thứ hai chi tiêu cho người khác. Kết quả báo cáo thu được là nhóm thứ hai cảm thấy hạnh phúc hơn nhóm thứ nhất. Các nhà nghiên cứu tại trường kinh doanh Harvard cũng phát hiện ra rằng chúng ta khi tiêu tiền để giúp ích cho người khác thay vì tiêu cho bản thân cảm thấy hạnh phúc hơn. Điều đó có nghĩa là khi bạn chi tiền để giúp đỡ người khác sẽ giúp bạn cảm thấy được gắn kết với cộng đồng nhiều hơn cũng như cảm thấy tự hào về chính bản thân mình nhiều hơn. Những lời cảm ơn bạn nhận được từ những người mà bạn giúp đỡ sẽ là niềm vui vô giá. Mỗi lần cho đi đều là những trải nghiệm tuyệt vời với cả người nhận và người cho là bạn. Vì thế, hãy cứ giúp đỡ mọi người, hãy cứ làm từ thiện để chính bản thân mình được cảm nhận niềm hạnh phúc và góp phần làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn các bạn nhé. Cách thứ 5, đổi tiền để lấy trải nghiệm. Trải nghiệm không phải là tài sản vật chất, mà nó là sự tích lũy từ những thứ chúng ta nhìn thấy, những điều chúng ta từng làm và những nơi chúng ta từng đặt chân đến. Với những kinh nghiệm bạn có được trong cuộc sống, bạn sẽ ít bị so sánh một cách tiêu cực hơn với người nào đó, bỏ quá nhiều tiền ra cho nhu cầu mua sắm. Đơn giản là vì bạn có thể so sánh mình có nhiều tiền bạc, của cải vật chất hơn ai đó, nhưng không thể so sánh ai có nhiều kinh nghiệm hơn ai. Vật chất nuôi sống chúng ta, nhưng trải nghiệm và những kỷ niệm mới đem lại hạnh phúc. Bạn không thể sống thiếu tiền bạc và vật chất, nhưng hãy sử dụng chúng một cách hợp lý và mang lại sự vui vẻ. Thay vì mua một chiếc điện thoại hay chiếc xe hơi mới, sao bạn không thử tổ chức một chuyến dã ngoại với gia đình và bạn bè? Hãy thử đi, cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ thay đổi rất nhiều đấy. Bởi khi chúng ta đầu tư tiền bạc vào trải nghiệm và cho những người thân yêu, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, biết ơn hơn những gì mình đang có. Những trải nghiệm đó sẽ sống mãi trong ký ức của chúng ta và củng cố ý thức của chúng ta về bản thân cũng như mối liên hệ của chúng ta với những người mà chúng ta yêu thương. Hạnh phúc không phải một mặt hàng hiển hiện trước mặt, không phải thứ chúng ta có thể cân đo đong đếm như miếng thịt mới ra ngoài chợ,
Ngoài ra, mua hạnh phúc bằng cách mua những gì họ cần và sử dụng đồng tiền hợp lý để bảo đảm một cuộc sống đầy đủ. Họ muốn có một món đồ chơi, họ mua được nó và cảm thấy hạnh phúc. Họ cần một nơi để ở, họ thuê hoặc mua được một căn nhà và họ cảm thấy hạnh phúc. Họ cần khám bệnh hoặc học hành, họ sử dụng tiền vào những mục đích đó và họ cảm thấy hạnh phúc. Với bạn thì tiền có mua được hạnh phúc hay không? Hãy chia sẻ ý kiến của mình nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí Quyết Thành Công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí Quyết Thành Công chia sẻ, hãy like video này để tiếp thêm nguồn động lực giúp chúng tôi có thể làm những nội dung hay hơn nữa. Và bạn đừng quên đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích mỗi ngày nhé. Và nếu bạn muốn Bí Quyết Thành Công làm về chủ đề gì, đừng ngại ngần mà hãy gợi ý bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bí Quyết Thành Công.